Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, Rosa Luxemburg được đánh giá là một nhà hùng biện sắc sảo, một nhà tư tưởng lỗi lạc, một lãnh đạo tiên phong của chính quyền vô sản. Bà đã được Vladimir Lenin đánh giá là cánh đại bàng của phong trào cộng sản. Và tác phẩm Hoa hồng bất tử Rosa Luxemburg là một cuốn sách viết về người phụ nữ đặc biệt ấy và đã được quỹ đặt tên bà xuất bản thành những cuốn sách dành tặng cho độc giả Việt Nam. Rosa Luxemburg là một người Do Thái, một phụ nữ Ba Lan có quốc tịch Đức, khuyết tật về thể chất, bị phân biệt đối xử suốt thời đi học vì nguồn gốc của gia đình. Nhưng những trở ngại đó không khiến bà chùn bước. Bằng con đường học tập miệt mài và bằng các hoạt động thực tiễn, bà đã vươn lên trở thành một trong những nhà lãnh đạo tối cao của phong trào xã hội chủ nghĩa lớn nhất và mạnh nhất ở thế giới phương Tây. Hoa hồng bất tử Rosa Luxemburg là cuốn tiểu thuyết lịch sử viết về những cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Rosa Luxemburg, từ lúc bà sinh ra đến lúc đi học, tham gia vào các hoạt động cách mạng, trải qua các nhà tù khác nhau và một cái kết bi thảm ở thời điểm mà tưởng như cuộc chiến tranh chấm dứt mọi cuộc chiến tranh sẽ mang về hòa bình cho toàn nhân loại. Tác phẩm đi sâu vào nội tâm nhân vật cho thấy một Rosa Luxemburg dù cô độc từ thuở nhỏ, bị bạn bè và thầy cô xa lánh, vẫn vươn lên như một cái cây mạnh mẽ và không để bị đốn gục trong phong ba bão táp. Không chỉ là biểu tượng cho đấu tranh vô sản, Rosa Luxemburg còn được đề cập như một hình mẫu lịch sử cho đấu tranh về quyền phụ nữ và bình đẳng giới. Tư tưởng, các tác phẩm và những lá thư mà bà để lại là một tài sản đồ sộ mà cuốn sách chỉ là những lát cắt tiêu biểu để độc giả Việt Nam có thể hiểu thêm về một trong những người phụ nữ vĩ đại nhất thế kỷ 20, Rosa Luxemburg. Thưa quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu rõ hơn về cuốn sách Hoa hồng bất tử Rosa Luxemburg cũng như hiểu rõ hơn về nhân vật vô cùng đặc biệt này, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu nhà văn Kiều Bích Hậu. Lời đầu tiên xin được cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Xin chào Huyền Phương, xin chào khán giả truyền hình. Thưa nhà văn Kiều Bích Hậu, thông qua cuốn sách Hoa hồng bất tử Rosa Luxemburg, trước tiên là chúng ta sẽ có thêm những góc nhìn mới mẻ gì về bức chân dung của một người phụ nữ tiêu biểu vĩ đại nhất của thế kỷ 20, Rosa Luxemburg? Bà Rosa Luxemburg đã sống cách chúng ta 150 năm. Tuy nhiên là khi đọc cuốn sách Hoa hồng bất tử Rosa Luxemburg thì những thông điệp mà bà gửi gắm thì nó vẫn còn giá trị cho đến tận ngày nay. Cả cuộc đời bà đã là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Và bất kể một sự kiện nhỏ nào hay là những bước ngoặt lớn trong cuộc đời bà thì đều là những cái bài học lớn cho mỗi người chúng ta. Ví dụ như là một cái tai họa từ nhỏ, khi mà bà mới 5 tuổi thì đã bị mắc bệnh lao xương, nhưng bà cũng không chấp nhận cái hoàn cảnh đó và đã tìm cách lết ra ở bên cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Và bà ngắm mây bay, ngắm những chú chim đến ca hót rồi lại vụt bay đi. Thì chính những cái điều đó đã hun đúc lên trong bà một cái tâm thế luôn luôn là vượt lên hoàn cảnh, luôn luôn là tìm cách để mà chế ngự những cái điều bất ý, những cái cản trở mình để vượt qua, để tìm ra một lối thoát. Thì đấy cũng là một cái lát cắt điển hình kể từ khi còn là một đứa bé con mới 5 tuổi, luôn muốn vươn lên để sống cuộc sống của riêng mình theo ý mình. Tổ quốc của chúng ta đó là toàn thế giới, tự do chính là tự do, bất đồng chính kiến. Những quan điểm của Rosa Luxemburg dù đã cách chúng ta 150 năm nhưng đã giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về những tư tưởng tiến bộ vượt bậc của bà như thế nào ạ? Bà sống cách nay hơn 100 năm rồi nhưng mà cái tư tưởng đấy đã vượt thời đại và thậm chí là rất đúng. Bà giống như một người tiên tri vậy. Cái thời đại đó khi mà phụ nữ còn bị trói buộc bởi rất nhiều các định kiến xã hội cũng như cái hủ tục và thậm chí là những truyền thống, nhưng bà đã vượt qua và cái tư tưởng của bà về toàn cầu hóa, bà nói thế giới là quê hương, thế giới là tổ quốc. Tư tưởng đấy thì nó đã ứng với cái thời đại toàn cầu hóa bây giờ. Khi mà có những công dân toàn cầu, khi mà những các cái đường biên giới không còn là cản trở nữa. Ngay cả ở Việt Nam cũng có những cái bạn trẻ, những người tài, họ đã là những công dân toàn cầu rồi. Họ có thể sống Việt Nam hay sống bất kỳ nơi nào đó, nhưng vẫn cống hiến được cho Việt Nam cũng như là ở Việt Nam nhưng vẫn có thể cống hiến cho nhân loại. Và phá vỡ mọi đường biên giới để không bị
cái tính dân tộc hóa cực đoan, nó hạn chế chính mình. Và chính cái điều đó sẽ mang lại hòa bình cho toàn nhân loại. Không chỉ là một biểu tượng cho phong trào đấu tranh giai cấp vô sản, một hình mẫu lịch sử cho đấu tranh về quyền phụ nữ và bình đẳng giới, Rosa Luxemburg còn là biểu tượng, tấm gương ra sao cho việc học tập và chiến đấu, làm việc không ngừng nghỉ, thưa nhà văn Kiều Bích Hậu. Cả cuộc đời bà thì đã nói lên điều đó. Từng sự việc xảy ra trong cuộc sống thì đều là những cái điều mà bà phải đấu tranh để bà đạt được những cái sự phát triển cá nhân của riêng mình, cũng như là truyền cái điều đó để những phụ nữ như bà cũng như những người dân cần lao được phát triển, được sống xứng đáng với cái số phận, với cái cuộc đời mà họ đã có. Như khi bà là một cô bé Do Thái sống ở tầng lớp dưới, phải đi học ở một cái trường nữ sinh và phải chịu cái sự kỳ thị cũng như là ghẻ lạnh của các bạn ở tầng lớp trên cũng như là thầy cô giáo, thì bà đã bằng cái ý chí, bằng tài năng của mình, bà đã luôn luôn vươn lên để đứng vị trí học giỏi nhất, xuất sắc nhất, với mục đích rằng bà sẽ được học cao lên cũng giống như những các bạn học khác ở tầng lớp trên. Tuy nhiên thì cái xã hội đầy kỳ thị đó, cho dù bà vẫn đạt được cái vị trí xuất sắc nhất trong số các nữ sinh của trường, nhưng bà vẫn không được học lên đại học. Thì đấy là một cái cản trở, nhưng Rosa cũng tự mình để không chấp nhận cái điều đó bằng việc khi bà không được học lên đại học ở tại Ba Lan thì bà đã tìm cách tự mình đi tìm một cái hội kín của những người vô sản để tham gia vào. Nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ, sự thấu hiểu của người cha thì bà đã được chuyển sang Thụy Sĩ để học. Và chính đây lại là một môi trường mà bà có thể gặp gỡ được những bộ óc kiệt xuất, những nhà tư tưởng lớn về chủ nghĩa vô sản, chủ nghĩa xã hội, và bà cũng đã gặp được tình yêu lớn nhất của đời mình. Và trong cái quá trình học và làm việc cũng như hoạt động xã hội tại đây trong 8 năm thì bà đã đạt được bằng tiến sĩ và bà cũng đã trở thành một vị lãnh tụ của Đảng Vô sản xã hội. Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Kiều Bích Hậu. Thưa quý vị và các bạn, chính bởi lối kể sử hấp dẫn cùng nhân vật trung tâm Rosa Luxemburg là hình tượng lịch sử cho phong trào đấu tranh về quyền phụ nữ và bình đẳng giới. Đây cũng chính là điều khiến cho tác phẩm ngay sau khi ra mắt đã nhanh chóng nhận được sự đón đọc và yêu thích của rất nhiều độc giả Việt Nam ở mọi lứa tuổi. Mặc dù là cuốn sách nói về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời đầy biến động của một nhà tư tưởng kiệt xuất Rosa Luxemburg, nhưng từ khi xuất bản, tiểu thuyết lịch sử Hoa hồng bất tử Rosa Luxemburg đã thu hút lượng lớn độc giả, đặc biệt là các độc giả trẻ. Bạn Hoàng Thị Thanh Hà, sinh viên khoa tiếng Đức Đại học Hà Nội cho biết, cuốn sách không chỉ hấp dẫn mà đã truyền cho em cảm hứng và niềm tin trong cuộc sống. Sau khi em đọc tác phẩm thì em tự rút ra cho mình rất nhiều bài học, là mình đang là thế hệ trẻ thì mình cần phải cố gắng phát huy nhiều hơn và cố gắng học tập, thử nghiệm và trải nghiệm những cái điều mới để có thể cống hiến hết sức trẻ của mình cho cuộc đời. Không chỉ là biểu tượng cho đấu tranh vô sản, trong Hoa hồng bất tử, Rosa Luxemburg còn được đề cập như một hình mẫu lịch sử cho đấu tranh vì quyền phụ nữ và bình đẳng giới. Mặc dù hoàn cảnh sống của bà ấy là đầu thế kỷ 20, khi mà cái đề cao nữ quyền thì chưa được chú trọng cho lắm, và trong một cái bối cảnh xã hội có nhiều biến động như thế mà bà vẫn có thể tạo ra được những thành tựu, vẫn có thể có những đóng góp cho xã hội và trở thành một con người tuyệt vời như thế, thì nó đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều. Mình thấy cái cuốn sách này của phía nhà xuất bản, họ làm được một cái việc đấy là họ đem đến cho những cái người trẻ Việt Nam ngày hôm nay một cái câu chuyện có tình, có lý và rất là dễ để tiếp cận về một cái nhân vật mà nếu như chúng ta không biết về bà thì đấy là một cái điều rất là đáng tiếc. Tư tưởng, các tác phẩm và những lá thư mà Rosa Luxemburg để lại là một tài sản đồ sộ, và cuốn sách Hoa hồng bất tử Rosa Luxemburg thực sự là món quà quý giá dành cho độc giả Việt Nam. Hoa hồng bất tử Rosa Luxemburg gây ấn tượng với độc giả không chỉ bởi chính nhân vật trung tâm, mà có lẽ hơn cả đó là nhờ lối viết và cách xây dựng câu chuyện của nhóm tác giả Việt Sử Kiêu Hùng, đặc biệt là việc đẩy lá thư gửi những người đồng chí trong tương lai của Rosa Luxemburg lên đầu đã mang lại hiệu quả như thế nào cho cuốn sách này, thưa chị?
Tôi cảm thấy rằng rất tò mò về cái nhóm tác giả Trần Tuấn Việt Sử Kiêu Hùng này. Họ đã không chỉ thấu hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Rosa Luxemburg mà họ cũng đã tìm hiểu qua nhiều nguồn khác nhau để mà tổng hợp lại cho chúng ta một cuốn sách nó không quá dày nhưng vừa đủ và đưa ra để cho những người đọc ban đầu khi chưa bao giờ đọc về và hiểu về Rosa Luxemburg có thể hình dung về một cái nhân vật phụ nữ trong lịch sử. Đặc biệt tôi ấn tượng về cái chi tiết là bà đã cắt phăng mái tóc dài khi mà đang ở cái tuổi lứa tuổi thiếu nữ có mái tóc vô cùng đẹp và xã hội cho rằng là mái tóc đấy mới là đẹp, mới là quy chuẩn. Thì bằng những các chi tiết như thế đã khắc sâu cái hình ảnh, cái phong cách, cái con người và cái tài năng của bà cũng như là sự quyết liệt trong hành động, trong suy nghĩ của bà để khiến cho những cái người phụ nữ nói riêng và tất cả những bạn đọc nói chung được động viên, được khích lệ rất nhiều khi đọc cái cuốn sách này để họ dám đứng lên, dám phá bỏ những rào cản từ chính bản thân họ đặt ra cũng như là từ xã hội để mà đạt đến những cái mơ ước, cái nguyện vọng của họ để mà tỏa sáng và đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội. Thì cái bức thư gửi cho tương lai của Rosa Luxemburg ngay từ đầu đặt ra trong cuốn sách thì đã gợi mở nên rất nhiều những các cái suy tưởng cho những người bạn đọc sau này, cho chúng ta và các thế hệ sau nữa là Rosa Luxemburg vẫn đang song hành cùng với chúng ta, vẫn đang cùng với thông điệp của bà để động viên chúng ta, để đồng hành cùng với chúng ta và giúp cho chúng ta trong từng thời khắc mà chúng ta ngã lòng. Thì đấy là cái ảnh hưởng của cái bức thư khi mà đưa vào đầu cuốn sách, nó dẫn dụ chúng ta và nó xuyên suốt trong cái quá trình chúng ta đọc. Và một trong những hình ảnh ấn tượng của tác phẩm này đó chính là hình ảnh người phụ nữ hiên ngang bước ra giữa hàng súng đang lăm le giã đạn ở cuối câu chuyện. Vậy thì với nhà văn Kiều Bích Hậu thì hình ảnh này đã gợi cho chị những cảm xúc và suy nghĩ gì ạ? Thực sự khi đọc đến thời điểm đó thì tôi hầu như tôi như là đang xem một cái bộ phim và sau đó tôi như nhập vào nhân vật và đau đớn thực sự với cái cảm xúc là một người phụ nữ bé nhỏ đã đóng góp rất là nhiều cho cái tư tưởng của nhân loại. Nhưng sống ở cái thời điểm đó bà đã bị hành hạ đến tận cùng. Trong cái sự đau đớn và đồng cảm với nhân vật như vậy thì tôi cũng được động viên rất nhiều. Đó là hoàn toàn chúng ta có thể vượt qua được điều đó và dũng cảm và dám trả giá. Đó là cái giá mà bà phải trả cho tự do, cái giá mà bà phải trả cho những cái tư tưởng của mình, cho những điều mà bà mong muốn là những người phụ nữ sau này sẽ được đón nhận. Thì đấy là một cái đức hy sinh cao cả và một cái sự chấp nhận trả giá mà mỗi chúng ta có lẽ trong cuộc sống, nếu chúng ta muốn đạt đến điều gì đó, muốn cái sự sống nó chất lượng cao hơn, muốn đạt được những cái tầm cao cả cho mọi người thì chúng ta cũng đều phải trả giá cho cái điều đấy. Đấy là một điều tất nhiên và nó động viên cho chúng ta rằng chúng ta không nên cứ ở mãi trong cái vùng an toàn của mình, cũng phải dũng cảm bước ra chấp nhận những đớn đau để đem lại sự thay đổi cho chính cuộc đời mình cũng như sự thay đổi cho hoàn cảnh xã hội và cho sự tiến bộ của loài người nói chung. Dù chỉ là một trong những lát cắt tiêu biểu để giúp cho độc giả Việt Nam hiểu hơn về một trong những người phụ nữ vĩ đại nhất thế kỷ 20, Rosa Luxemburg, thế nhưng thông qua tác phẩm này thì mỗi độc giả của chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, sẽ có thêm những bài học ý nghĩa gì trong cuộc sống, thưa chị? Câu chuyện cuộc đời của Rosa Luxemburg nó cởi trói cho tâm trí của mỗi người khi chúng ta phải chịu nhiều những các áp lực. Đơn cử là một cái câu chuyện tình yêu. Khi Rosa Luxemburg trong cái quá trình đồng hành với cái người bạn tình đó và ông dần dần đã tụt lại phía sau, cái tầm tư tưởng của Rosa Luxemburg đã vượt lên rất là nhanh chóng và không phù hợp với cái người tình đầu tiên nữa, thì bà cũng dũng cảm rời xa ông và tháo cái sợi dây xiềng cho chính mình. Mình không nhất thiết cứ phải đồng hành với một con người mà đến một thời điểm nào đó không còn phù hợp với mình, không còn yêu thương, không còn chia sẻ được nữa. Và bà đã sống với một người tình kém bà 14 tuổi. Câu chuyện đó, cái hành xử đó, cái quyết định quyết liệt đó của bà cũng lại trở thành một cái giải pháp, một cái gợi ý cho phụ nữ ngày hôm nay trong cái việc chúng ta có quá nhiều trách nhiệm trên vai, chúng ta có quá nhiều tự do, nhưng đó cũng trở thành áp lực nếu như những cái mong muốn mà xã hội cũng như là chính mình đặt ra nó quá nặng nề với mỗi người phụ nữ, thì chúng ta cũng sẽ nhìn vào cái hành xử của bà để chúng ta biết rằng chúng ta có thể hoàn toàn tự do cởi bỏ những các cái áp lực nếu như chúng ta mong muốn và chúng ta tìm ra những cái phù hợp đối với chính mình từ câu chuyện của bà.
Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn nhà văn Kiều Bích Hậu đã dành thời gian tham gia chia sẻ về một cuốn sách hay và ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay hy vọng thông qua những cuốn sách mà chương trình giới thiệu, mỗi quý vị sẽ tìm ra được cho mình những bài học ý nghĩa riêng trong cuộc sống. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.